Vậy thì xin chào mừng toàn thể quý vị khán giả của Facebook BKFC. Vâng, như vậy thì mọi thủ tục của trận đấu khai mạc đã chuẩn bị sẵn sàng và chúng ta chuẩn bị bước vào xem theo dõi màn so tài giữa các thủ BKE và đối thủ của họ là câu lạc bộ DD1995. Chúng ta cùng xem lại tình huống tấn công trước đó dành cho các thủ bên phía đội bóng áo đỏ. Cú treo bóng vào nhưng pha chạm bóng này đã không đủ để đánh bại được thủ thành bên phía đội bóng DD1995. Tình huống lên bóng nữa dành cho các thủ BKE, những pha triển khai khá nhịp nhàng, không có lỗi việc gì trong tình huống băng lên này, và đây là thời cơ dành cho các cầu thủ áo đỏ. Dứt điểm, cú đá không thành công, quá đáng tiếc, pha dứt điểm đã đi sang ngoài mất rồi. Pha đi bóng rất tự tin của số 10, được chuyền vào, vẫn còn, dứt điểm, một cú đá đẹp mắt nhưng không có bàn thắng. Đường chuyền lại không đủ chính xác, và chuyền bóng với sự quan sát còn chưa cẩn thận của các thủ bên phía đội bóng áo đỏ. Đây là pha cản lưới của các thủ BKE đối mặt rồi. Đây là thời cơ dứt điểm, bóng đã được đưa vào lưới. Như vậy thì đã có lỗi việt vị mất rồi. Quá đáng tiếc cho pha băng lên vừa rồi. Cơ hội nữa dành cho các thủ bên phía DD1995, quả tạt. Pha chạm bóng không thành công, không vào. Vừa rồi xin chúc đội đã có tình huống phản lưới nhà của các thủ bên phía đội bóng BKE. Như vậy thì đã có bàn thắng mở tỷ số dành cho các thủ bên phía đội bóng áo đỏ rồi. BKE đã vượt lên dẫn trước sau một tình huống triển khai tấn công bên phía cánh phải sau đường chuyền của Tấn Sinh không thành công. Cơ hội tiếp theo đã được triển khai từ một pha bóng cố định và họ đã có được bàn thắng vượt lên dẫn trước. Chúng ta cùng xem lại tình huống tấn công này. Quả ném biên được thực hiện và sau đó là một tường tạt bóng vào bên trong chuẩn xác. Pha đánh đầu quá đẹp mắt đến từ vị trí của Thái Dương. Vẫn còn cơ hội nữa dành cho các thủ bên phía đội bóng DD1995. Nỗ lực xây sở chưa có được khoảng trống của kiến trúc, của những điểm nguy hiểm không vào. Cơ hội đỡ dành cho các cầu thủ áo đỏ triển khai, không vào, bóng đã đi ra ngoài. Tình huống dứt điểm không thành công đến từ Tấn Sinh. Pha tranh chấp quyết liệt, không được, bóng đã đi ra ngoài. Đường chuyền tốt, đó là pha xử lý khá dẻo đến từ vị trí của số 10 Thái Dương, chủ nhân của bàn thắng mở tỷ số. Đây là đường chuyền cho Tấn Sinh, pha bẫy việt vị thành công, dứt điểm. Vào 2-0 dành cho các cầu thủ BKE. Và đó là Tấn Sinh, sau khi bỏ lỡ cơ hội trước đó thì bây giờ số 9 đã lập công để mang về lợi thế dành cho các thủ bên phía đội bóng áo đỏ. Tình huống kết thúc cực kỳ nhạy cảm trong đà băng xuống của số 9. Anh đã phá bẫy việt vị thành công và có được một điểm chạm chính xác bằng chân trái để có thể đánh bại được thủ môn bên phía đội bóng DD1995 đang băng ra. Đường chuyền dài của Bá Quyền, tình huống bứt tốc của số 10, cơ hội nữa dành cho các thủ bên phía đội bóng BKE. Đây là thời cơ dứt điểm không vào, cú đá của Sa Dương lại đi hơi nhẹ, khá nhiều ở trong hiệp 1. Quyết định dứt điểm thẳng, bóng đi sức ngang, không vào, vẫn vào, không. Như vậy thì bóng chưa đi vào lưới trong tình huống vừa rồi. Xin chúc mừng thì đã có bàn thắng thứ 3 dành cho các thủ BKE. Những đường chuyền của Khánh Huy luôn tạo nên sự sát thương đáng kể. Trọng tài xác định không có lỗi việt vị, pha đối mặt dành cho cầu thủ đó quá dễ dàng. Tỷ số bây giờ là 3-0. Một tình huống phối hợp phá bẫy việt vị thành công và cơ hội được trao cho số 21. Anh đã không bỏ lỡ cơ hội để có thể nâng tỷ số lên 3-0 dành cho cầu thủ BKE. Một tình huống triển khai phản công chớp nhoáng và sự hiệu quả đã được phát huy. Pha lập công của Võ Hồng Vinh. Chúng ta cùng xem lại tình huống tấn công này. Đó là pha bóng mà các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh cho rằng đối phương đã rơi vào bẫy việt vị nhưng trọng tài đã không hề phớt cờ. Đường chuyền tốt, Bá Quyền phá bẫy việt vị, băng xuống đối mặt với thủ môn bên phía đội bóng DD1995 rất bình tĩnh. Bá Quyền dứt điểm, không được. Chạy trên mặt cỏ ngày nào của chính sân bóng của trường đại học của mình. Đây là cơ hội nữa, đường chuyền lên của Bá Quyền. Đây là thời cơ nữa dành cho số 21, pha dứt điểm kỹ thuật. Vào! Cú đúp dành cho số 21, bàn thắng thứ hai của Võ Hồng Vinh. Pha dứt điểm kỹ thuật quá tuyệt vời. 4-0 dành cho cầu thủ BKE. Cú chích mũi giày tuyệt đẹp và thủ môn bên phía đội bóng DD1995 đã trở thành một khán giả bất đắc dĩ. Pha dứt điểm quá đẹp mắt. Tình huống dứt điểm bóng đi quá tuyệt vời. Không có pha chạm bóng nào dành cho các thủ BKE. Vẫn còn. Dứt điểm. Cú đá đã đổi hướng sau khi đập vào hậu vệ đối phương và mang về bàn thắng thứ 5 dành cho các thủ BKE. Pha lập công của Vinh Trinh. Tình huống kết thúc của số 7 đã đập vào lưng một hậu vệ bên phía đội bóng DD1995 và đổi hướng khiến cho thủ thành bên phía đội bóng xanh hoàn toàn bất lực. Chúng ta cùng xem lại pha lập công của số 7. Quá đáng tiếc, những nỗ lực ngăn cản của các thủ bên phía DD1995 lại khiến cho đội nhà phải nhận thêm một bàn thua nữa. Của số 14 đã ngăn chặn hầu hết những cơ hội tấn công dành cho các thủ bên phía đội bóng áo xanh trong thời gian mà duy lực xuất hiện trên sân. Và cú đá cuối cùng của Kiệt Trung cho thấy những pha áp sát rất quyết liệt của các thủ DD1995. Nhưng hàng phòng ngự bên phía đội bóng đỏ đang chơi tốt. Vĩnh Trinh pha lấy bóng tốt của Vĩnh Trinh đối mặt rồi, cơ hội nữa dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng DBKE. Một bàn thắng nữa dành cho số 7.
cú đúp của Vĩnh Trinh, 6-0 dành cho cao thủ BK EA. Chúng ta cùng xem lại pha đột phá của số 7. Tình huống phòng ngự không tốt của hàng thủ bên phía đội bóng DD1995 để cho Vĩnh Trinh cướp bóng quá dễ dàng. Kiên Trung được chuyền ngang, khoảng trống nữa, dứt điểm đi, vào. Như vậy thì cuối cùng những nỗ lực của các cầu thủ bên phía đội bóng DD1995 cũng đã giúp cho họ tìm kiếm được bàn thắng rút ngắn tỷ số và kết thúc của số 13 Võ Minh Quang để mang về pha lập công đầu tiên cho các cầu thủ DD1995 ở giải đấu lần này. Cách biệt bây giờ được thu hẹp xuống còn 1-6 và chúng ta cùng xem lại pha dứt điểm chuẩn xác vừa rồi của số 13 sau đường chuyền ngang từ hành lang cánh trái vào trong. Theo thông báo của ban tổ chức thì các trận đấu ở vòng 1 chưa áp dụng công nghệ video hỗ trợ trọng tài. Pha dứt điểm thành công thứ hai, đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-6 dành cho cao thủ bên phía DD1995. Pha dứt điểm cẩn thận, tình huống mà cao thủ bên phía đội bóng áo đỏ đã bất cẩn trong tình huống phòng ngự để cho đối phương cướp bóng ngay từ những tình huống băng lên. Và bằng các sức chủ động của số 15 mở ra một cơ hội nữa dành cho các thủ bên phía đội bóng BK. Đây là Đức Thắng, dứt điểm đi, không vào. Huỳnh Đức Thắng đã có được cơ hội để ghi bàn nhưng vừa rồi thì cú đá của anh lại đi ra ngoài. Chúng ta cùng xem lại cơ hội này. Đó là tình huống chủ động cắt bóng của Bá Quyền và anh đã đưa ra đường chuyền thuận lợi dành cho số 69. Tuy nhiên thì cú đá cứa lòng của cầu thủ này lại đi hơi thiếu chính xác một chút.